Bão Trà gây ngập lụt chưa từng có ở Philippines, 14 người chết. Rạng sáng nay ngày 24 tháng 10, bão Trà đã đổ bộ khu vực đông bắc đảo Luzon của Philippines với sức gió lên tới 160 km/h. Bão đang di chuyển theo hướng Tây, qua tỉnh Isabella và hướng ra Biển Đông. Cơ quan dự báo thời tiết Philippines cảnh báo mưa lớn tiếp tục gây ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng ở một số tỉnh phía Bắc. Trước khi đổ bộ, Trà đã gây ra mưa lớn, kéo theo ngập lụt diện rộng ở miền Bắc và miền Trung Philippines, trong đó tỉnh Albay bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Albay ghi nhận lượng mưa tương đương 2 tháng chỉ trong vòng 24 giờ. Tại một số nơi, nước lũ ngập lên đến nóc nhà. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr hôm qua cảnh báo giai đoạn tồi tệ nhất vẫn còn ở phía trước. Lượng nước mưa lớn chưa từng có, hàng chục nghìn người dân phải sơ tán do nước lũ lên nhanh. Các trường học, cơ quan hành chính ở nhiều địa phương tiếp tục đóng cửa ngày thứ hai liên tiếp. Theo số liệu ban đầu, ít nhất 14 người ở Philippines đã thiệt mạng do ảnh hưởng của bão Trà, trong đó 12 nạn nhân ở thành phố Naga, vùng Bicol. Ngoài ra, ít nhất 5 người bị thương và 7 người mất tích. Bão Trà đổ bộ không lâu sau khi Philippines thiệt hại đáng kể bởi bão Iagi. Nước này hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm và nhiều khu vực dễ bị lũ lụt.